trên ánh mắt của anh. Vậy dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể một lời, càng không thể để dịch lệnh người được sống. Nên anh lùi bước về sau, để thêm rõ hơn, để có thể nhau từ xa, âu đêm hơn. Càng một sống bóng chốc, thu bé lại, vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng nhìn chung mãi mãi. Và từ anh, ánh mắt anh không nghe đến lắm. Và từ đây em mất anh hồn nhiên.